Hello everybody. Okay, now we learn a new word first in Unit 7, Chapter 3. Brush my teeth. Brush my teeth. Teeth nâng phụ bạch nạ, bạch sân ai bì nạ, bình cứ tooth. Have breakfast. Have breakfast. Have dinner. Have dinner. Have lunch. Have lunch. Get dressed, get dressed, get ready, get ready. Hang out with my friends, hang out with my friend, friend time, any minute, pectoral. Hang out with my friend, comb my hair, comb my hair, have a shower. Now everybody, look at chapter 3, a school day. Tập 4 dương mơ chapter 3, a school day. Phần tập bị bọn bàn sắc xa, bị rủy thái nó không bị riêng tìm rộng bình này. A school day, mình thấy thật ngay nào xa là, mình thấy thật ngay để dương riêng. Dương hào thật school day. School day nó cứ mình thấy thật ngay để dương màu xa là riêng, tàu xa là riêng là school day. Unit 7. Getting ready for school. Get nó bật tam địa thọ mà đá. Get nó dùng bật tool tên do cái nấm. Có bàn tay cái này nấm vì chia linking verb để ai pra quân là điểm follow cái cái việc bàn. Chẳng mình đây thà rủi rõ xâm rập xà là riêng. Mình đã dùng tìm luôn rủi rõ xâm rập tàu xà là riêng. For school mình đã xâm rập xà là riêng. Mình đã tàu riêng. The thing we do for school, away, the young to work some rap, those salarian. What are the people doing? Ta monok mania than on it, miracle certain on it. Compung to a. Look and march. Krolik mer, hino kukom. Write in your notebooks. So say, knock long notebook robot next. Have a saw. Một tất cả chủ get ready, get ready nó cứ rủi ro mình là điệp chọn luôn là sai chứ nghe get dress sleep yeah dress nó cứ sleep yeah get nó bị chỉ linking verb để ai thằng cày viết cứ follow để cố định niệm rước cái hào thà kỳ sắp tổng thị bấy và sip phò phan cho nên get dress cứ sleep yeah đây dân trả này dây thà get married nó chắc là nắng bia vô ghẹt đến vô đạn được một biết đôi chữ thu bì chẳng call my hair có sắt sọ là bọc nhầm call my hair brush my teeth đọc mấy nhiêu là bọc nhầm have breakfast hộp hạt tệ bật chân rụt hiếp nó ngại bồn mơ mơ ta râu chừng mùi nó mà xong rồi nha tập bồn sạp thêm mơ. Script 3.7.1. Get ready. Get ready. Get dressed. Get dressed. Comb my hair. Comb my hair. Have breakfast. Have breakfast. Have a shower. Have a shower. Brush my teeth. Brush my teeth. Text script 3.7.1. Get ready. Get ready. Get dressed. Get dressed. Comb my hair. Comb my hair. Have breakfast. Have a shower. Have a shower. Brush my teeth. Brush my teeth. Okay, now listen to Bopa and Dara. Who do you like? Talk to your partner. Talk on stuff.
Family party. TypeScript 3.7.2. Hi, I'm Bopa. I wake up early in the morning. I get up at 5:30. I help my mom cook food. Then I have a shower and brush my teeth. After that, I get ready for school. I comb my hair. I get dressed and put on my school uniform. I get to school by 6:30. Then I hang out with my friends for half an hour. After that, it's school time. Am I a good student? Yes, of course. Hi, I'm Dara. I usually wake up late in the morning. I get up at 7. Then I have a shower and brush my teeth. I sometimes have breakfast. I get ready for school and put on my school uniform. I never comb my hair. Then I run to school. I get to school at 8. I am late again. I'm a good student. Yes, of course. Okay, now listen again and take. Chứ nó bên nào để ôn sắp ôn ai mơ nó tùm qua khẳng chống chùm nói thêm viết cư 3.7.2. Lớp ôn ai tùm mơ nó tùm qua khẳng chống hãy được rụ bọc ra ôn sắp. Phần tái môn nó bọc ra ôn trâu mơ nó tùm qua khẳng chống hãy sắp một đoạn tiền. Tập ôn tùm mơ nó tùm qua khẳng chống hãy tiền sắp tình học nghiệp. TypeScript 3.7.2. Hi, I'm Bopa. I wake up early in the morning. I get up at 5:30. I help my mom cook food. Then I have a shower and brush my teeth. After that, I get ready for school. I comb my hair. I get dressed and put on my school uniform. I get to school by 6:30, then I hang out with my friends for half an hour. After that, it's school time. Am I a good student? Yes, of course. Hi, I'm Dara. I usually wake up late in the morning. I get up at 7. Then I have a shower and brush my teeth. I sometimes have breakfast. I get ready for school and put on my school uniform. I never comb my hair. Then I run to school. I get to school at 8. I am late again. I'm a good student. Yes, of course. Okay, on my number 213. Chẳng on my number 213. Take 3.7.2. Tập group of triple snap. Hãy chăm ôn mà chờ rớt nó tùm po bao nhiêu mê riêng. Are you the same or different? Ta nè lưu kia rưu cơ khóc lại kìa. Bộ phá. Hi, I'm bộ phá. Sự sợi kìm bộ phá. I wake up early in the morning. Kìm bàn phía wake up nó cứ phía bì đề. Kìm bàn phía bì đề bì bà lâm nó phải phát. I get up at 5:30. Khiêm cao bị đếch nằm mong pram sam sắp nịt tì. I help my mom cook food. Khiêm châm ân. Mẹ khiêm chui mạng rồi bọc nhóm châm ân à hạ. Then I have a soul. Bần tọa mốc nhóm ngút tập ca chụp. And brush my teeth. Hai nâng đọc mấy nhóm bọc nhóm. After that, bần tọa bị nốt. I get ready for school. Khiêm riêng trong khuôn trên sạch. Đầm bay tớ sẽ là riêng. I comb my hair. Khiêm cọ sọ rồi bọc nhóm, I get dressed. Khiêm sửa bẹt rụi rõ, khiêm sửa bẹt. And put on my school uniform. Hai lần bẹt, sửa bẹt, ai sửa thán sửa lá rồi bọc nhóm. Uniform, nó cứ school uniform, nó cứ sửa bẹt, ai sửa thán. I get to school, kia thà get to, nó cứ tọt đòn. Khiêm tọt đòn sửa lá, nó máu 6:30, máu bằng mối sang sắp đi tìm. Then I hang out with my friend. Then I hang out with my friend. Bần tọa mốc khiêm lê chì mùi mật kẹo bọc nhóm rịa phê cần lạc mọc mình là lê chì mùi kìa. Up to that, bần tọa bì nốt, it's school time, viết cư màu rịa này.
Am I a good student? Ta chung chi sơ lo om nẹ rưu. Yes, of course. Ba ta phật trăng. Đà ra nè dây ta. Hi, I'm Dara. Sư sư đây chung Dara. I usually wake up late in the morning. Chung chi tu tớ phía. You. Nè, phê phật nâng mẹ phrau. Phật you. I get up at 7. Chung kra bì đế nâng máu phrau phì. Then I have a shower. Bần tọc mốc chung mô tất ca chụp. And brush my teeth. Hai nâng đọc mây rồi bọc nhau. I sometimes have breakfast. Nhông chuôn cáo. Hô ba paper. I get ready for school. Nhông triêm luôn chỉ sạch. Nâng riêng chồng chỉ sạch tới xa la riêng. And put on my school uniform. Hai nâng bẹc xung niên bẹc ai xâm than xa la. I never comb my hair. Nhông mình đá. Sắp sọ rồi bọc nhau tìm. Then I run to school. Bần tọ mốc nhông ra tàu xa la. I get to school. Khyom ta do sala no mau 8. I'm late again. Khyom yu ti da. Am I a good student? Ta khyom chi sa da lo mek ri. Yes, of course. Chung jeung ngiek mo tumpo ba jeung veng banto pi pon mo no tumpo 218. Ta pon tik mo chumnai kalai ni. Muay na chi bo kha, muay na chi dara. Get up early. Krau pi dei pi pralam. Get up late, krau pi dei yu. Mình là khó khí, khó 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 khó. I call my hair. Khi ông có sọ bọc nhóm. I run to school. Khi ông rớt tàu xa lá. I hang out with my friend. Mình là khi ông lên chỉ môi mất phẹt ở bọc nhóm. I help my mom. Khi ông chui mạ ở bọc nhóm. I brush my teeth. Khi ông đốt mấy nhóm bọc nhóm. Chính bọn ai mới ta phụ dụ tình ổn nâng ạ. Mùi nay chỉ phụ dụ xung đầy bọc bộ phá. Hay mùi nay chỉ đà ra. Chính bọn xin bọn ổn chú bác. Bọn ai mới thép nó khẳng trọng. Vì nên mở. Listen and repeat. Stop hiding the data. Remember, I wake up at 5:30. Young Pnyak Pide no Mau Pram Samsung. Then, I have breakfast. Bantok Mok Yom Hova Ha Paper. After that, Bantok Pinu, I put on my school. Yom Pek, Sumbrim Pek, I Chan Chan Salah Ramok Yom. Ta, Poon Sadap. Tak bak ni. Then I have breakfast. After that, I put on my school uniform. Can you listen? Ta pon ai stap ban te, ba san pon stap bat ban, pon ai stap sai chit mai, lek khluon ai. Work in your small groups. Thua ka no khnom krom toi toi robos pon. What do you do every day? Ta neak thua avai chi rieng rat thngai. Tell your partner. Prap dai ku robos neak. I go to school at 6:30. Nhóm tàu sẽ là riêng nằm mong rồi môi sạp sạp. Chẳng để xa cái loại này chồng ở phố nước thuê ca dịch vụ xuống nìa. Hay là cứ thọt video chẳng mình ai hiệp chồng sạp. Chỉ sẽ cầm hiệp ở phố thuê ca dịch vụ bán. Còn tại cái loại này cứ chồng ở phố xuống nìa. This is our, ní cứ chìa our. What does he do every day? Ta quát phơ với chìa riêng rõ thường ngày. Tell your group, prap group rồi bỏ nè. Then tell your teacher, bần tọc mọc prap kru rồi bỏ nè. In the morning, nó bê prak ai. Get up at a chân mọc, I wake up at a chân mọc. A cold, cool school. A cold, cool lắng gư, vì nè ta chạc. Bà cool ní rất là chạc thiệt. School, salarial, nghĩa là chỉ chung một salar. Ok, mỗi. Nghĩa là cool, salar thì chạy. Mà dây khá là salar thì chạy. Guess, what country is this? Ta ní cứ chế protein à. Ôn miên trăm tế nè, tùng chết nè, làm nàng ở protein à.
team. What do you do every day? What do you do every day? Ta nè thua vay chi riêng rõ thang ấy. Read quickly. And đợt lươn. Do you do the same things as Bonnie? Ta nè ban thua vay vay đôi nâng Bonnie thế. Do you do anything different? Ta nè thua vay vay khóc lại kia rứ. Read quickly and tell your partners. Okay. Ta phôn snap, cụ bọ prai phôn snap. Hi, Susday. My name is Bonnie. Chmua rồi bọc nhóm cư Bonnie. I am from Canada. Phyom mô phi prate Canada. In the morning, no paper. I usually get up at 7:30. Phyom chú tư tấu, krau bì đê, no mong. Rumpel sám sắc. Get up, krau bì đê, krau bì kê nâng á. Then I have breakfast. Bần tốt mô khyom hô ba phê prực. I usually have cheese. Khyom chỉ tư tấu hô cheese and bread. Hà nâng nông bằng. For breakfast. Xâm rạp hà phê prực. Then I walk to school. Bần tốt mô khyom đa tàu sà la riên. With my sister. Chìm bôi nâng sister rồi bọc nhông. School start at 8:30. Sà la riên chạp đám nông mong rồi bấy sàm sọc. We study English. Yeung rian pisa angle, math, geography, pumichia, art salpa, and so much more. Hai nang chran tiet. Chran chin nang tiet. We have lunch together. Yeung ho ba thai trong chmuoy khnie nang asala at 11 nang mong 11. At 2:15 nang mong 2:15 niti, school is finished. Sala khue banchop. I do my homework, khyom thua homework robos khyom. And then I walk. Hai bần tọt mok khyom đa bần đa skae. Walk the dog bần đa skae. We have dinner at 4. Yeung hô ba ha pe lngiet no mong 4. After that, bần tọt pi nung, I hang out with my friend, mna khyom leng chmuoy mat phak robos khyom. We play game, yeung leng game on computer, nơi là computer bọc nhầm. And watch TV, hai nâng mơ tù tù. After that, bần tò phì nữ, I read a little, khi nhầm an bần tích. Before I go to sleep, môn bê đề khi nhầm tự đề. I go to bed at 9:30, khi nhầm tự đề nâng mong cầm 4:30. Good night, dì trời xuất đầy. Biết tha hang out with my friend, phone đang nói cứ cà bị dừng liên tiếp đang tập vô này mới đến nó cứ hang out with my friend nó mới đây tha đã lên chỉ mùi mật thẹp hang out with my friend đã lên chỉ mùi mật thẹp chứng bật sân phone đập mặt bàn thấy phone ai mở xả lần với nhá. Read again ăn mà đòn tiền complete the table bóng bánh ta ra first đồng bố I get up at I get up and have breakfast. I am hope I have paper. Chân màu màn. 7:30. Second. Ôi mơ ạ bọt nó hay giờ xê mà. Fourth. Thì buồn. Ở thì bài third. Start school. Chủ riêng á. Màu màn. Four. Màu đọc muối. Fifth. Finish school. Điện hỏi. Seven. Eight. Have dinner. Nine. Nán. Tìm buồn. Chẳng hết. Ten. Chân màu. Hang out with my friend. Lên chỉ muối mật phẹp. Tiếp đó nó cứ go to bed thôi đi. Chẳng biết là first nó tìm mùi, second thì bị, third thì bị, fourth thì ế nhé. Nhưng ấy, fifth. Thì, ra mà giống có sixth. Khi cái tham thì ế nhé, nên sẽ tì ấy. Chẳng bốn ai mơ thì bỏ lấy hai sợ xê tạm đọc. What do you do every day? Ta nè thua với chỉ riêng rạc này. Are you the same as Bonnie? Ta nè, đôi nhận Bonnie tế. Complete the table. Bông quanh ta ra. Write sentences, so say pro yo. I get up and have breakfast. Khi nhóm cao bị đếch, hay nâng hộp hạp bê prật. I walk to school. Khi nhóm tàu xa la riêng. We start school, dưới chủ riêng. I have lunch. Khi nhóm hộp hạp ngay trọng.
We finish school, dương tàu riêng. I do my homework, dương thuê homework rồi bọc nhóm. I walk the dog, dương mình đào chica. I have dinner, dương hộp hà bê lê nghiên. I hang out with my friend, dương lên chỉ muốn mật phẹt. I go to bed, dương tự đi, chân màu này, tụm nọt. Chị đặt màu, chân ở cô nó một bên ta ra sẽ xây chùm lại mà anh ấy anh ấy cuốn ổn bạc ổn này this is me anh ấy cứ chữ nhau chẳng draw yourself cu cuốn ai cô ai sẽ xây cuốn ai nó sẽ cầm hiệp cái get up and have breakfast nó màu màng walk to school rồi có drive to school lấy cuốn ai sẽ xây tam nâng màu còn là ổn sẽ xây tầm ổn nâng lần quýnh hỏi ổn đặt màu xây xây màu rồi còn màu đôi chí đi ai chẳng hạn. Play a guessing game, playing game to see my work with your partner. Thua cá chỉ mỗi đại cú bà nè. Say the time, ni dây mong. Your partner will guess what you do. Đại cú là bà nè, nâng tiên nè, thua ấy. It's 7:30, vì mong bà bí sạm sập. No, you're wrong. You get up at 7:30. Getting ready for school. Great day. Ngày đó cha. Great days. Can you remember the ordinal number? Ta đã miên tròn chẳng. Lịch ordinal number thế. Lịch tí, lịch tí mùi tí bì tí ấy. Nào ta ordinal number. But cardinal number cứ 1, 2, 3, 4, 5 ấy chẳng mong. Order and write them in full form. Đã lùm lắp hay dự xe bộ viết nó không tùm rộng trăm trăm nó không notebook nó bằng nè. Thì mỗi first, second, eighth, ninth, sixth, seventh, tenth, fourth, third, fifth. Chẳng first nó tìm mỗi, bà sân kê xe chỉ ở xó. Lịch tìm mỗi những kê đã thao lịch mỗi ST nè. Đã lịch P nó kê đặt lịch P anh đi. Đã tị bấy này kê đặt O đi. Hết ấy bạn đặt O đi vì anh là sợ. Vì bị chọc lại O đi. Hãy thị H ấy nó dừng. Vì bị chọc lại thị H. Vì nâng. Lịch cardinal number dừng vô mó bằng cả thêm thị H. Tôi lấy lịch mùi chùm luôn. Bằng cả bàn chỉ lịch P. What does Bopha do on Sunday? Ta Bopha thua ấy nó thằng ngạc tật. Listen and order the picture. Đặt hai nắng, đặt lòng đặt rụp hiệp. Use first, second, third. Chẳng bồn chăm đặt hai tìm tọt mở rụp hiệp. Đợi được rưu bàn mình chạy chẳng rùa là cả đặt nắng bồn mơ nó tìm bỏ khẳng chọn tớ đâm bài nghề xuống. Đó, là tầng ốc liên. Script 3.7.4. Hi, I'm Bopha. On Sunday, I get up at 9. Then I have breakfast with my mom and dad. After that, mom and I go shopping. We go to the shop together and buy everything we need. We buy food and some clothes. Then I swim in the river with my friends. We usually have lunch there. We go home at 3. I watch TV and then help my mom cook dinner. And now it's dinner time. Yum yum yum. Okay, tập 4, group bọc trai ở phần sắp nó tầm bỏ tí bí ra đập bầy. Tab 3.7.4. Bopha this. Ngay là bọc bopha. Apostrophe E. Nâng mi này thả rộng bọc vì mình mến chưa tùm rung cắt y tế. Nhưng bọn mơ tầm bỏ bí ra đập bầy á. Bopha. Hi, I'm Bopha. So today, khiom cứ Bopha. On Sunday, nửa ngày ở Tết, I get up at 9. Khiom cào bị đấy nó máu còn buồn. Then I have breakfast. Bận tọt máu khiom hộp hà về bữa with mom chỉ môi nằng mặt and dad hai nằng bàn. After that, bận tọt bị nước. Mom and I, mẹ hai nằng khiom go shopping. Tớ tính ai vậy? We go to the shop together. Dương tàu hát chỉ mùi kia. And buy everything we need.
hơi dương tinh quay quay đừng ớt để dương trâu cả nịt nịt đến trâu cả. We buy food and some clothes. Dương ban tinh hộp hả hai nâng sụp liệu bẹt lại. Then I swim in the river with my friends. Bần tỏ mốc nhóm hai tất nộp nông tình lễ chỉ muốn mất phép ra bọc nhóm. We usually have lunch there. Dương chỉ tư tấu hộp hạt ngày trong nửa tình nộp. We go home at 3. Dương tập tiết nông màu bệnh. I watch TV khi mơ tụi đủ tuộc. And then help my mom. Hai bần tỏ mốc chui mạng bọc nhóm chấm ăn hát về liền. Cook dinner. And now, hi, hello, it's dinner time. Vì cứ dự phê lý hộp hạ phê ngay nghỉ hời. Dạm dạm dạm. Chẳng bà sân ôn đọc ở chỗ bác ôn ảnh. Mờ xa là vấn hơi đặt lục thiệp nâng ta lục thiệp ná. Chỉ lục thiệp tìm mùi dùng tàm cả bọc ra và bọc khẳng chống. Ôn ảnh tìm mớ hơi đặt lục thiệp ôn ảnh. Ta ôn chạm thế này chỉ rụp hiệp tìm mán dùng tam cả bỏ ra nặng. Chẳng ôn ai đặt rồi này mất. Write about a warm day. So say ông bị ngay rồi bỏ a warm. Use the picture bà rụp hiệp là mấy chùi nè. Hi, I'm a warm. So stay from a warm. Every day I get up at. Then I. Chẳng ôn ai sẽ say tích tích mất tam là hiệp để ôn ai sẽ say bán. ហើយមើលរូបភាពនេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលមកសិក្សាជាមួយលោកគ្រូនៅក្នុងមេរៀនទី7នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺបងប្អូនចេះនិយាយអំពីទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃហើយនិងអ្វីៗដែលបងប្អូនធ្វើនៅក្នុងការរៀបចំសម្រាប់តោសាលារៀនចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ដឹងបានច្រើនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានសិក្សាមេរៀននេះ បើសិនបងប្អូនស្ដាប់អត់ទាន់ឬក៏មិនយល់ត្រង់ណាបងអាចមើលវីដេអូនេះសារឡើងវិញលោកគ្រូបានផលិតជាវីដេអូនេះឡើងគឺដើម្បីជួយជំរុញស្មារតីដល់បងប្អូនរៀនសាលាហើយមិនទាន់យល់ច្បាស់បងអាចមើលវីដេអូនេះសារឡើងដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងបងប្អូនឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបាទជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាមេរៀនទី8ទៀត Goodbye.